Xin chào tất cả các anh em. Hiện tại chúng tôi đang chạy chương trình khuyến mãi lễ 2 tháng 9 năm 2023. Thì trong kỳ lễ 2 tháng 9 năm 2023 này thì anh em mua 1 ký khoáng thì sẽ được tặng 1 ký cỏ thái nha tất cả các anh em. Anh em mua nửa ký khoáng thì được tặng nửa ký cỏ thái. Đó, chương trình khuyến mãi từ ngày 1 tây tháng 5, 1 tây tháng 9 cho tới ngày 5 tây tháng 9 nha tất cả các anh em. Đó, anh em mua trong cái thời gian khuyến mãi thì sẽ được quà tặng ha. Đây. Đó, đây là cỏ thái hàng loại 1 nha tất cả các anh em, hàng hạt bóng 7. Đó, to tròn mập. Còn đây là khoáng nha tất cả các anh em. Khoáng này là khoáng đá nung non. Đó. Đây là một hộp khoáng. Khoáng này là cái hũ này là hũ 1 kg ha tất cả các anh em. Nó bao gồm là vỏ sò, vỏ ốc, trộn lẫn than rồi tất cả các thứ làm nên những cái hạt nhỏ li ti tròn như thế này. Đó. Cụ là anh em cứ đổ vô hũ để riêng là nó ăn thoải mái luôn nha tất cả các anh em. Còn đây là cái hũ nửa ký ha. 500 g ha tất cả các anh em ha. Đó. Thì anh em mua hai hũ bất kỳ thì được, cũng được bao ship luôn. Đó, có nghĩa là anh em mua khối lượng là khoáng bao nhiêu thì anh em sẽ được tặng khối lượng cỏ bấy nhiêu. Đó, một cái chương trình khuyến mãi rất chi là hợp lý cho tất cả các anh em ha. Rồi, chúc anh em xem video được nhiều sức khỏe. Thì trong cái chương trình khuyến mãi lễ 2 tháng 9 này thì chúng tôi có rất nhiều chương trình khuyến mãi như sào nè, lo bẫy chim nè, cỏ thái nè, ngũ cốc nè, giọt cu nè, là những thứ đang có chương trình khuyến mãi thì anh em có thể truy cập vào kênh để xem ha.